coi ấy, coi coi xem đó chị. Cho ta một chát nha. Thank you.
đi thì mình sẽ cảm giác trong cái tầm kiểm soát của mình. Hiện tại chị đi đúng rồi, nhưng mà mình đang kiểu nhúng 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 cho nên là chúng ta không thấy đúng nhạc nhiều. Có hiểu gì chị hiểu nói được không? Mình đúng nhưng mà không thấy mình đúng. Chưa tối chưa 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 ra. Rồi mình đừng để ý cái độ nhúng đó nữa. Mà lo cái tốc độ tới là lui đi. Và căng giò ra để nó mối được cái chống nhạc đó không? Quan tâm cái khô hơn. Giống như là cái chúng ta nói nhịp nào cho đúng là. Và như trên đây là chúng ta sẽ chiếm được ở số 5 ấy. Thì cái phách mà tới mới là 1 là vừa. Nghe nói như thế là phách 1 là phách 5, 2, 3, 4 là 1. Tức là cái 1 đó cách đến rồi, nó vừa rồi phách 5. Tắt thì nó 1 là vừa. Thì chúng ta khỏi lo là sai nhạc nữa, ta lo cái là bình tĩnh mình cảm ơn, bình tĩnh là lúc đang chị đang nghe này và bình tĩnh này. Cuối mà chưa cứng nha. Đây, cái này quên lúc đầu đấy. Lúc 3 đọc sau lý trang rồi nè. Đây, hai để ý nha. Hai để ý cái tâm thái. Đây, để ý cái này nha. Không để ý cái tâm thái. Nghe để vô này. Năm là cái chắc á. Năm là cái trái để nghe đó. Cách chuẩn đi của là nghe. Năm là cái thúc kết thúc là 1. Đây 2, 3, 4 là 1. Chỉ có 1 là 1 là chúng ta chuẩn đi. 1 này, 1 này, 1 này. 1, 2, 2. Cái 1 của bác gì đó. Mà 1 đầu nghĩa là 5. Chắc là hiểu quy tắc như vậy. Chỉ đâu có giống như 3 được. 3 đâu. Đó đúng nha. Đúng luôn á. Cái số cuối là chắc nha. 1 đầu tới này. Mọi người đi. Muốn nghe là tuyệt đối mọi người. Đừng có lo cái chết. Lo là lo nghe được cái gì nè. Rồi cái này là nghe cho nó đều thôi, cái đúng rồi, nghe cho nó đều thôi. Nghe nó bắt đầu cho đều, nghe nhạc của âm nhạc. Không, chị đang nhấn nhấn, chị đang chơi sửa đó. Chị đang tinh tinh rồi đó. Để nó gọi là nghe nhạc tối đa. Nhưng mà đúng là lúc đầu chị đi bằng bụng, chị chuẩn đi đúng á. Thế cái lâu nay chị chuẩn đi đúng á. Để nó bằng bụng, bằng bụng, bằng bụng. Đúng nhạc luôn á. Đó thì đừng có chéo trên như chị Hoàng nói. Đừng có chéo trên này này. Đừng có chéo trong cái này ha. Đừng chéo nè. Với thứ hai đừng có tưng tưng nữa. Thì nó đúng nhạc luôn nè. Đó thì tối là thẳng rồi đây này. Có nhiều thời kêu trên nào bước nhỏ ra. Đi là đó. Đơ 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 này đó. Đơ 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 đơ
vào chung nhịp nhịp đấy. Một là cha 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 cha, thậm chí đến nhỏ thôi để nghe nhạc. Rồi mình nghĩ đến là nghe nhạc trước rồi. Rồi chị xin đến là bây giờ xin đến thì cũng bắt đầu. Bây giờ mình tập nghe cái tập đến. Thì nghe thấy là bắt rồi, bắt rồi một. Chứ cái non nhìn bắt đó. Đúng rồi. Đó. Con chạy nghe thì mình bắt trên hấp dẫn nhá. Xe. Con lên đi về. Chạy chạy chạy. Để mình được cho mình quyết đoán cho cái con khác. Chỉ có con bắt trên kia đang lên cái này không, còn cái con khác là nước nhạc. Hiểu không? Bây giờ đi đều rồi. Sao mình không thích quá cái gì đó. Đúng không? Con là con này kia đó. Đó. Cái cứ bóc trên là những cái tinh đây là để chúng ta lại không để ý cái mới. Nó không có ý nữa. Nên khi mình bình thôi đúng nhạc là đúng nhạc đầu tiên thì lắm rồi. Không phải tinh tinh lên mình nhạc mình đúng nhạc đó, đúng nhạc đó, cố gắng nghe nhạc đi. Hiện tại mình rất ứng rồi là nghe nhạc chưa? Rồi, thế nào? Đúng sai rồi, không phải lúc nào sai hết. Chứ quy đã chọn hai cái đúng sai mà phải sai.